Thì hôm nay á, cô bé mang được cái danh hiệu Huyền là thầy rất là mừng, nhưng mà rất tiếc chú Huyền là đen rồi. Đen rồi tức là cái người này đen tối lắm, cái tâm đen tối lắm, là nhiều đời nhiều kiếp cô bé đã tích lũy ra sự đen. Nó thường thường nó thể hiện lên cái tánh súc sanh nhiều hơn. Mà cái tánh súc sanh thì sao cô bé biết không? Cái tánh súc sanh là nó sống trong niệm tưởng, tức là nó tưởng hay lắm, nó tưởng từ một cái hiện tưởng vô tưởng rồi phi tưởng rồi phi phi tưởng, nó làm được hồ ly tinh luyện tới chính hồn nặng. Sau khi đạt đến cảnh giới cao của hồ ly tinh rồi đó, hồ ly tinh này thật sự là hướng thiện nha, thì hồ ly tinh sẽ trở lại làm người. Còn nếu hồ ly tinh không hướng thiện nha, thì hồ ly tinh sẽ rơi vào vô gián địa. Sư Quân Phật, Nam Mô Di Đà Phật. Thì hôm nay thì cũng phản tử sáu dự ngữ, anh con em các kênh YouTube của con cũng đến đây, cũng thứ nhất là lễ Phật, thứ hai thì thỉnh an sức khỏe của thầy, thứ ba thì nhờ thầy cho một bài pháp thoại. Thì hiện giờ tại giờ ở vùng Năm Non Bảy Núi có một cô gái là tên Diệu Hiền, tự xưng là Hồ Ly, đó là nói về là thiên ma ba tầng, rồi nói về là có xuyên tạc một vị sư là nói cô ta ôm để cho bú vú, rồi phỉ báng vị sư này từ đâu chui ra. Thì con muốn thỉnh pháp thầy, thì nhờ thầy cho một bài giảng cô ta cũng từ xuất thân từ ở đâu ra đó, nhờ cho thầy cho bài luận một bài pháp thoại. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, kính chào mấy anh em YouTube kinh Bước Chân Đầy Đó, rồi kinh Thái Khang, kênh Thích Du Ký, rồi kênh đó là TV Sĩ Sĩ Ngân TV, Sĩ Ngân Đồng Tháp, và cùng đó là kênh Sư Minh Đạo 69. Thầy hôm nay thầy xin chào tổng thể các kênh ạ. Rất là hy hữu thay quý vị trên đường đi trợ giúp cho là bà con nghèo, gọi là tinh thần thiện nguyện. Thì những người hộ nghèo đó là gia đình. Hôm nay quý vị ghé thăm thầy, trước tiên là lễ Phật, sau đó là cúng dường tam bảo, rồi là hồi hướng công đức cho pháp giới chúng sanh đồng thành Phật đạo. Thì đây là một cái điều thầy hết sức là quan hỷ, tại vì quý vị có được cái tâm từ, và cái tâm từ này quý vị luôn luôn nuôi lớn và luôn luôn hướng về con đường chánh đạo. Thì đây là cũng do duyên lành nhiều đời nhiều kiếp với Sĩ Ngân và mấy anh em Thái Khang và Bước Chân Đây Đó ha. Thì hôm nay thì trước khi nói cái lời chia sẻ của Sĩ Ngân hỏi, thì thầy xin kính chào toàn thể quý vị cộng đồng mạng, quý nhà hảo tâm, quý mạnh thường quân, quý Phật tử, cùng tất cả các là tôn giáo bạn, chư vị đạo hữu. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Kính bái bạch chư tôn thiền đức, lại một lần nữa chúng con cũng có duyên lành tiếp xúc với sáu kênh vừa rồi con đọc đó, là các kênh YouTube. Thì đây là một niềm hết sức là quan hỷ. Thì lời chia sẻ của Sĩ Ngân hỏi con, thì con nhờ Hồng Ân Tam Bảo phóng đại quang minh gia hộ cho chúng con được phước huệ trang nghiêm A Di Đà Tổ Ký, và con cầu nguyện Hồng Ân Tường Lực của chư tôn thiền đức ban đạo từ cho chúng con hoàn mãn thời pháp thoại. A Di Đà Phật. Kính thưa quý vị toàn thể cộng đồng mạng, kính thưa cô bé mang danh đó là Diệu Huyền, tự xưng là Hồ Ly, thì thầy rất là hoan hỷ được tiếp xúc đó là cái lời nói của Sĩ Ngân hỏi về cô bé. Thầy nghe nói cô bé được cái thánh linh rất là vi diệu, thì thầy cũng rất là ngưỡng mộ. Hôm nay là thầy cũng nghe được đó là trên kênh YouTube á, thầy mở thầy thấy á, thầy thấy cô bé là được một xác ba hồn, thì ở đây là thầy rất là mừng. Tại vì đời trước á, cô bé tu nhiều lắm ha, cô bé tu nhiều lắm mà cô bé tu sai, cho nên cô bé mới lại xác ba hồn. Chứ người ta tu á, xác có một hồn mà tu giữ còn không xong nữa, ba hồn sao giữ, thấy không? Vậy là cô bé tu hơn Phật rồi. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni chỉ có một hồn thôi, và sau khi ngài chứng thành chánh đẳng chánh giác đó, ngài mới biết được cái thực phân thân. Chứ còn hồi lúc mà ngài vậy là tu bên tiên đạo, ngài cũng chưa có biết thực phân thân nữa hả, thấy không? Cho nên như vậy là cô bé chắc là hơn Phật rồi ha. Thì bây giờ thôi đi, một vị Phật tương lai cũng như một vị Phật quá khứ, một vị Phật quá khứ cũng như là một vị Phật hiện tại, thì tương lai quá khứ hiện tại chỉ là một thôi nha cô bé. Nếu mà là ba là sai đó nha, nó coi chừng đi đường tà nha. Tại sao biết không? Tại như thế này nè, thường thường các loài thú á,
nó tu á, nó có nhiều đầu nhiều đuôi, nhiều chân nhiều nanh nghe không, rồi á là nhiều mắt nhiều tay giống như con nít tinh đó phải không à, cô bé thấy không, con nít tinh nó tu đó, nó nhiều cái đầu nhiều cái tay nhiều cái chân đó. Rồi bây giờ là con tròn hồ ly tinh mà thầy là thầy hồi thầy mà vua ông vua nào mà vũ trụ đó nó xuống nó phạt vũ trụ đó thấy không, là hồ ly tinh chín đuôi đó nó tu nó nhập vô cái bà đó là kỹ bà đã kỹ thấy không đó. Cho nên bây giờ thầy xin thưa với cô bé ở trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa Đức Phật nói như thế này nè, tất cả các pháp thế gian dù là hữu vi hay là vô vi, nhưng mà nói về pháp hữu vi á, nói về loài cây cỏ ha, ở trong cái bài pháp mà phẩm dược thảo dụ đó, là khi Đức Phật thuyết pháp nó giống như một trận mưa mà tràn xuống để mà tưới tất cả những loài cây cỏ vậy đó ha. Là loài cây lớn á, thì mang giống hình lớn, mà loài cây nhỏ thì mang giống hình nhỏ, loài cỏ ca cỏ rác á, thì mang loài cỏ rác, loài hoa mỹ thì loài rau hoa mỹ ha, mà loài thú loài súc sanh á thì nó cũng hiện ra để mà nó tắm cái thời vua pháp đó của Đức Phật nha. Thì hôm nay á, cô bé mang được cái danh Diệu Huyền là thầy rất là mừng, nhưng mà rất tiếc chữ Huyền là đen rồi. Đen rồi tức là cái người này đen tối lắm, cái tâm đen tối lắm, là nhiều đời nhiều kiếp cô bé đã tích lũy cái sự đen tối trong tư tưởng mình rồi, cho nên mới mang được cái danh Diệu Huyền. Đúng lý ra người ta Huyền á, chữ Huyền ở đây là Huyền là kính, Huyền là Huyền bí đó, thấy không? Nhưng mà cô bé là Huyền là đen là tại sao biết không? Là tại vì cô bé thêm cái chữ hồ ly tinh có đặng mà là tô vẽ cái tên của mình lên đó, thành ra tô vẽ sai rồi, thành ra đời trước nhiều đời cô bé đã sống trong cái loài đó đó. A Di Đà Phật. Không, sống trong cái loài đó, đó cho nên cái tìm a lại gia thức mà Đức Phật nói trong kinh Thủ Lăng Nghiêm đó, cái người mà sống mà mình từng sống ở thế giới nào thì tự nhiên cái tìm a lại gia thức của mình nó sẽ khởi sống lên tầng sống đó. Thấy không? Thí dụ như cái người mà từng ở trong loài ngạ quỷ bước ra thì thường thường họ thích làm những điều quỷ hơn. Đó, tại vì cái tiềm thức a lại gia thức nó xả ra mà. Còn cái người mà nằm trong loài súc sanh thì nó thường thường nó thể hiện lên cái tánh súc sanh nhiều hơn. Mà cái tánh súc sanh thì sao cô bé biết không? Cái tánh súc sanh là nó sống trong niệm tưởng. Tức là nó tưởng hay lắm, nó tưởng từ một cái hiện tưởng, vô tưởng rồi phi tưởng rồi phi phi tưởng nó làm được luôn. Đó, tức là các loại phi thiên đó. Đó, nó cũng là có nghĩa là thân thì người mà đầu thì đầu quái vật. Dạ. Mà là nhiều khi đầu thì đầu người mà thân thì thân quái vật. Nó có hiện tượng hết trơn à. Còn nếu không á, thì thân á, là cái thân súc sanh, mà cái đầu á, thì đầu người. Còn nếu không á, cái mặt á, thì mặt người, mà cái miệng thì miệng á, là súc sanh. Nó còn không mấy là con người mà mang cái đuôi á, là con vật. Đó là tại vì sao? Tại vì cái tiềm thức của nó đã từng sống trong cái loài đó rồi. Hôm nay nó tái sanh, nó được làm người, nó nhớ lại cái tích cũ, cái chuyện xưa của mình nha. Và nó nhớ theo cái tính quân tập của nó ở trong cái tiềm thức đó, cho nên nó mới hiện ra như vậy. Cho nên hôm nay thầy thấy cô bé được làm người rồi, nhưng mà con người ta một người một hồn thôi, thấy không? Một người một hồn là đã đủ rồi, mà cô bé tới ba hồn là tại vì đời trước cô bé là hồ ly tinh đó. Cô bé đã từng xưng mình là hồ ly tinh đó, đã tự xưng mình lên rồi thì tức là cô bé đã từng là hồ ly tinh tu luyện ngàn năm, bây giờ cô bé mới hiện ra ba hồn. Chưa đâu, tới chín hồn nặng cô bé, hồ ly tinh luyện tới chín hồn nặng. Sau khi đạt đến cảnh giới cao của hồ ly tinh rồi đó, hồ ly tinh này thật sự là hướng thiện nha, thì hồ ly tinh sẽ trở lại làm người. Còn nếu hồ ly tinh không hướng thiện nha, thì hồ ly tinh sẽ rơi vào vô gián địa ngục nha. A Di Đà Phật trong kinh Địa Tạng nói rất rõ nha. Tại vì sao? Tại vì nhất thiết chúng sanh giai hữu Phật tánh, mỗi chúng sanh đều có tánh Phật như nhau, Phật, Pháp và Tăng. Cô bé nghe là thầy Minh Đạo nói nè, Phật là chỉ cho cái giác tánh của mỗi con người và mỗi con vật. Ai cũng có tánh giác đó, là tại sao? Tánh giác là tánh biết đó cô bé. Nha. Cái thứ hai, Pháp là gì? Pháp là cái thân này. Cái thân này cũng là cái Pháp đó nghe. Cái thân này, thân ngũ vi mình cũng là cái Pháp nó tụ lại đó. Tất cả các Pháp nó tụ lại mà cô bé cứ nhớ cái thân trồn không à. Thành ra bây giờ tự xưng hồ ly tinh. Mang thân người thì nhớ thân người đi, mà mang thân người mà nhớ thân trồn. Nhớ thân trồn mà lại thêm những cái tánh xấu nữa. Cho nên cái loài trồn á, thì nó sống trong trồn đẻ ra. Ha, cái loài người thì sống trong loài người đẻ ra, cho nên cái loài chồn nó thường thường nó nhớ những cái chuyện chồn không à, không, nó nhớ những cái chuyện của hồ ly tinh không. Giờ này cô bé lên trên mạng mà cô bé nói những lời đó là cái tiềm thức cô bé đã từng sống trong thế giới đó rồi, cho nên giờ này cô bé nói những cái chuyện của tiềm thức trong niệm tưởng thế giới loài chồn tu luyện á. Ha, rồi cái thứ hai thầy nhắc nè, Đức Phật đó là nhất thiết chúng sanh đều có tánh tăng thanh tịnh, dù là loài cỏ cây hoa lá, dù là tất cả muôn loài vạn vật động vật cũng vẫn có.
nhưng mà cô bé quên mất cái thánh tăng của mình đi ha, để cho đồng quá với loài người, mà cô bé cứ nhớ là loài người là cái loài thấp hơn mình không. Thường thường cái loài thú là nó như vậy đó cô bé. Cái loài thú mà loài thú tinh á, nó tu mà nó chuyển kiếp rồi là nó muốn hơn thua với người khác không à. Bây giờ thầy kể một đoạn nhỏ trong Tây Du Ký cho cô bé nghe nè. Con cọp, con nai và thêm một con gì nữa, một con gì nữa, con báo. Ba con này là ba con thú tinh tu 1000 năm chuyển thành người. Thì khi thầy trò Tam Tạng đến cái nước đó á, là nước gì đó bây giờ thì quên rồi, giờ thầy chỉ nói là cô bé có con, cô bé biết à. Thì thi thố với thầy trò Tam Tạng ha, ông đại ca thì thu kêu mưa gọi gió là ông con hổ đó à, kêu mưa gọi gió thì thi với thầy Thiên, thì cuối cùng thua thầy Thiên ha. Rồi bắt đầu tức quá đi, bắt đầu mới thi ngồi thiền ha. Thi ngồi thiền thì lên ngồi thiền không biết làm con bù kẹp ha, biết làm con gì, con gì mà nó có cái đuôi nhỉnh nhỉnh luôn, quên rồi, con bò cạp, thì thầy Thiên lại, thầy Thiên bổ ha, bổ đột đầu thầy Thiên mới đem lại biến thành con nít á, mới cắn ngay cái lỗ mũi mới rớt xuống chết, chết thì biến ra thành con hổ nha. Rồi bắt đầu tới con nai mới tức quá mới kêu về chặt đầu ha, chặt đầu xong rồi thầy Thiên biến thành chó tha nó, lấy cái cọng lông khỉ đó thổi biến thành thầy Thiên biến thành con chó, cái tha cái đầu đi mất rồi không có hiện nhập vô được, cho nên thành con nai đó nghe. Rồi bây giờ còn con báo quản hồn chạy luôn đó, báo tin đó. Thì bây giờ cái loài nào thì nó quen theo cái tính ấy, con người là có lòng nhân, con người là có sự bình đẳng và hài hòa ha. Còn những cái người mà từ thú tinh mà tu lại thành đó thì thường thường hay nhớ cái tính thú của mình, cho nên bây giờ tự xưng ra đó. Cái này là cô bé tự xưng nghe, chứ không phải Sư Minh Đạo nói đâu nghe. Cô bé tự xưng Sư Minh Đạo thấy, cho nên Sư Minh Đạo nhắc cho cô bé tu tiếp. Cô bé tu mới có 3 hồn mà còn 6 hồn nữa, 6 hồn nữa nghe. Làm sao mà xưng được 6 hồn nữa đi, là thành cái hồn 9 đuôi, là con tròn 9 đuôi hoặc là con tròn 9 cái hồn, thì lúc này cô bé mới chỉ làm người được. Còn hiện giờ cô bé còn đang làm tròn đó. Hiện bây giờ cái tính tròn của cô bé và cái bản năng tròn của cô bé đang đưa lên trên cộng đồng mạng để xỉ nhổ người này, xỉ nhổ người kia, muốn hơn người này, muốn hơn người kia, xỉ sọt người này, xỉ sọt người kia, là cái đó là cái bản tính của thú tinh. Trong kinh Diệu Pháp đi qua có nói chỗ này, ngài vua Diệu Trang Nghiêm có 2 người con, một người tên là Tịnh Tạng, một người tên là Tịnh Nhãn, mà 2 vị này chứng Đà La Ni bí mật, chứng tất cả các pháp Đà La Ni bí mật và chứng các tất cả các pháp diệu dụng của kinh Pháp Hoa ha. Tam muội, mà cái ngày mà Tịnh Nhãn á, là ngày này chứng đắc được là thần thông tam muội vi diệu, các loại tam muội. Còn cái ngày Tịnh Tạng là Phật tử quyền diệu quyền ha, mà tự xưng là hồ ly đó, có biết không? Là cái ngày Tịnh Tạng này á, là ngày Tịnh Tạng, có nghĩa tại sao mang danh Tịnh Tạng không? Tịnh là thanh tịnh, là trong sạch, còn tạng là tạng phủ, không chứa nhóm cái ác thú ở trong lòng ha. Thì cái người không chứa nhóm ác thú trong lòng, người không chứa nhóm thây ma sát thú trong lòng, thì người này được Tịnh Tạng thì mới chứng được tất cả các Đà La Ni bí mật. Mà hiện bây giờ cái lòng của cô bé đó là hiện bây giờ cô bé tự xưng mình là thú nữa, thì làm sao chứng Đà La Ni được, thấy không? Thì như vậy á, cô bé cũng không phải là thiên ma luôn, mà cô bé chính là cái gì, là con chồn mới có 3 hồn thôi, là con chồn 3 hồn là mới có tu 3 kiếp à. Bây giờ ráng tu thêm 6 kiếp nữa cho đủ 6 cái hồn nữa đi, đặng thành chồn 9 đuôi nha, đặng là thành chồn bất kỷ nha. Thì bây giờ thầy chia sẻ tiếp cho cô bé. Cô bé nghe lời Sư Minh Đạo nói nè. Cô bé nói rằng á, người này á là bú vú á, là người kia bú vú người nọ. Vậy thầy xin thưa cô bé nè, cô bé hồi đó mẹ sinh ra cô bé bú gì? Cô bé nói thầy nghe coi, cô bé bú gì, cô bé lớn vậy? Có ôm vú bú không? Nè, nhưng mà rất là tiếc, tại vì cô bé sinh cô bé hồ ly, chắc cô bé ôm vú tròn bú chứ không phải vú người. Thấy không? Cô bé ôm vú tròn bú tại hồ ly, nó mới bú hồ ly chứ ai đâu bú vú người được. Phải vậy không? Mình tự xưng mình là hồ ly thì mình ôm bú vú hồ ly mình bú, phải không? Còn con người mới ôm vú người bú, thì làm sao hồ ly mà đem cho người ta bú được đó, là cô bé. Thấy không? Cái vú hồ ly không thể nào cho con người bú được đâu, chỉ có con người cho con người bú được thôi. Còn cái hồ ly này á, là cô bé hồi nhỏ á, mẹ sinh cô bé ra ha. Bây giờ cô bé xưng cô bé hồ ly thì hình như là cô bé đã ôm vú hồ ly bú rồi, chứ không phải ôm vú mẹ bú. Thấy không? Không có người mẹ nào cho hồ ly mà bú mình hết trơn á, tại là tình yêu mà ai cho bú, phải không? Chỉ có con người bú con người thôi. Thì như vậy cô bé xưng là cô bé hồ ly thì cô bé đã từng bú vú hồ ly,
mà cô bé lớn lên cho nên giờ này cô bé mới nói chuyện lộn giọng như vậy đó. Không, không biết đâu là thế giới loài người, không biết đâu là thế giới của loài thú, mà không biết đâu là đạo lý của con người, mà không biết đâu là đạo lý của ác đạo. Không, đạo lý của ác đạo là buông ra những lời phỉ nhổ người khác. Không, xem thường con người và xem những người tu hành. Đó, xem thường những người tu hành thì đây là đạo lý của ác đạo và đạo lý của súc sanh. Đó, đạo lý của ác thốn thu ngàn năm. Đó, thầy vừa kể đó, thầy vô ký đó. Tối ngày cứ tìm những cái người tu hành khác không đó, thấy không? Ba tên pháp sư đó, ba tên pháp sư là ác thú tu thành. Không, thì giờ này cô bé tu mới có ba kiếp thôi, mà ba năm đó tu tới ngàn năm á. Cô bé ráng tu thêm nữa đi hồ ly. Hồ ly quyền diệu diệu quyền. Nha, ráng tu thêm ba kiếp, thêm sáu kiếp nữa đi tặng thành hồ ly chín đuôi. Nha, đang hiện rõ cái chín đuôi ra, lúc đó là gặp thầy Minh Đạo này, thầy Minh Đạo sử dụng kiếm quệ. Ha, của Đà La Ni chém đứt chín cái đuôi đó. Đang cho con hồ ly này quy quy tam bảo để cho con hồ ly này tỉnh giấc lại nha. Con hồ ly quyền diệu diệu quyền ơi, hãy nghe sư Minh Đạo nói đây, nhớ hai chữ Minh Đạo này, gặp trong tiền kiếp nha, đời này gặp, đời sau gặp nữa, còn muốn gặp bây giờ thì hãy đến đây nha. Hồ ly hãy đến đây đi, thầy Minh Đạo sẽ diễn đạt cho thấy. Muốn cây kiếm dài hay muốn cây kiếm ngắn hả, hay là muốn cái khúc bát rắc, muốn cái gì à, muốn cái gì có cái nấy nha. Thì tới đây đi để sử dụng, muốn tới đây đi, đừng có nói nghiêu ngao là đàn bà này đàn bà nọ chưa chắc. Thầy sư Minh Đạo nói cho Diệu Quyền nghe nha, trên đời chưa có ai hơn ai, nhưng mà hơn cái ở chỗ thành Phật mới hơn. Còn hồ ly nó vẫn là hồ ly thôi. Bây giờ cô bé đã tự xưng mình là hồ ly thì ở đây người ta nhìn cô bé là hồ ly rồi chứ không phải là con người. Ở đây không có muốn hơn thua, nhưng mà muốn nhắc nhở cô bé hãy nên kính trọng tam bảo. Thì cô bé còn toàn thân và toàn hồn. Còn nếu cô bé không kính trọng tam bảo ha, thì hồ ly một lát nữa đó mà phỉ nhổ tam bảo, xem thường những nhà sư đó ha, thì một lát nữa hồ ly sẽ hiện thành tướng hồ ly nha. A Di Đà Phật, lát nữa na ta xuống quánh hồ ly đó, chứ khỏi đại gì hết trơn á. Lát na ta xuống quánh hồ ly đó chứ không có đợi ai chân á nha. A Di Đà Phật, thì bây giờ xin hồi hướng công đức cho cô bé sớm tu thân tỉnh trí lại và sớm tu cái khẩu nghiệp mình lại, đừng có xem thường các nhà sư tu hành nữa nha. Cô bé biết không, một nhà sư mà được xuất gia tu hành không phải là một kiếp đâu nha. Nhắc vậy cho cô bé hiểu, đời trước có tu thì mới xuất gia đó. Còn cô bé giờ này chưa có được xuất gia thì giờ này là cô bé tự xưng mình hồ ly nữa, thì đời trước cô bé đã từng thu mà hồ ly tu đó chứ không phải là con người tu nha. Bây giờ ráng làm lành đi, ráng đánh giữ đi, ráng tu thân, ráng tu cái miệng của mình lại đi, đừng có xem thường tam bảo nữa. Cô bé đang phỉ báng tam bảo đó, A Di Đà Phật, thầy xin sám hối cho hồ ly Diệu Quyền này nha. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, kính bạch mười phương chư Phật tam bảo, con xin sám hối cho con hồ ly Diệu Quyền này nó quay đầu tỉnh giấc. Để lát nữa na ta xuống đập nó nát cái đầu đó dưới Hồng Hà Nhi. A Di Đà Phật, Hồng Hà Nhi đó, Hồng Hà Nhi trên cái cấm xuống giờ nè, lát kêu Hồng Hà Nhi xuống á. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật nha. Hồ ly tỉnh giấc nha hồ ly. Bây giờ xin hồi hướng công đức này cho cộng đồng mạng thấy nghe. Hồ ly tỉnh giấc nha. Đây cái hôm nay cái thời mà thầy sư Minh Đạo chia sẻ đây là cái tựa đề là hồ ly tỉnh giấc nha. Hồ ly không tỉnh giấc là cho na ta xuống đập đó. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật.